Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu bài thuốc chữa chứng bục ở dê nhé. Dê chứng bục mãn liệt, không đi lại được nhé. Gồm có cây dòng vúng này và lá mơ nhé, củ bảy lá nữa, hoặc cả lá cây củ bảy lá nha, giá luôn cho nó ăn, nó sẽ khỏi nhá, trong vòng một ngày hơn ngày là nó sẽ dậy đi ăn được lại được nha. Đây dê mình, đây mình đã hái cái thuốc này. Đây rau muống này, lá mơ, củ bảy lá nha. Đây ba loại này mình giá xong cho nó uống nha. Mình lấy kim, lấy cái bơm kim tiêm nha, mình bơm và đưa vào mồm cho nó uống. Chứng bục mãn liệt không đi lại được nha, nằm im một chỗ ấy. Mình hái cái rau muống này xá nát, với lá mơ này. Mình xá lá mơ với xong uống trước nhé, cho uống trước, cho uống tầm 1-2 tiếng trước, xong mình giá cái bảy lá này, có củ càng tốt này, xong lấy lá này, lấy lá giá cho nó uống, giá lấy nước thôi nhé. Để dê mình thả giống cho mọi người. Dê rất hay bị ghẻ nhé. Trong video trước mình đã đang là dùng gừng nhé, gừng và muối. Mình xá nát, mình lấy nước sát vào chỗ nào mà bị ghẻ nhé, là nó khỏi nha mọi người nhé. Dê vừa qua mới đẻ nha mọi người. Đó, về chủ. Sao có đàn nhá. Để xem mình chặt ống mình cho muối vào cho nó về nó liếm nha mọi người. Dê mùa nóng hay bị ghẻ nhá, mọi người chú ý lấy gừng và muối xả nát và sát vào những chỗ bị ghẻ rất nhanh khỏi nhá.
trong chỉ cần một hai lần là thời gian nó khỏi hết nha mọi người nha. Không cần thuốc thang gì nha, không cần thuốc tây đi mua thuốc mất tiền không khỏi mọi người ạ. Chào tạm biệt mọi người tại đây nhé, mọi người xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé, đăng ký và chia sẻ nhé. Đây là cây chứa trứng bục đây nhé, mình quay lại sau mình dừng video tại đây nhé. Đây dâm bốn lá mơ là cây bảy lá này, mì rồng này, lấy phân dê rồng.